Người anh em đâu? Người anh em đâu? Người anh em đâu? Người anh em đâu? Má tóc đẹp quá. Cuối tuần này sẽ cắt cho mọi người ha. Đủ má. Hello anh tay đít má. Tao nói rồi nha. Đúng rồi, tao anh tay. Mày không coi cái video hả? Hello giang hồ. Như là hello anh tay. Mày bị giết đó. Lúc mà tao qua Việt Nam á, tao nhớ cái tên mày nha. Ok. Chào giang hồ. Giang hồ đâu uống trà sữa đâu. Chào Daniel Nguyên. Quân ơi, gọi tên đi. Hello Quân, khỏe không? Đặng ơi, trời ơi. Đức, 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 Đức. Chào Đức. Đủ lên rồi. Đó là năm lên rồi. Dạ Đức, chào mày lại nha. Hello Kiệt. Vân Kiệt, qua Việt Nam em dành đi ăn phở. Tương ta không biết ăn phở hả? Lại luôn Quân. Quân, đừng gọi tao thằng Tây nha. Gọi tao á, thằng Úc Việt thôi. Trời đất ơi, 500 người. Vậy tối nay mình nói chuyện về cái gì hả? Cuối tuần này mình sẽ cắt cho mọi người. Nhưng mà cái tóc của mình nó xấu quá luôn á. Không biết cắt sao. Có ai biết làm không? Muốn tao làm ở nhà hay là đi đi shop cắt tóc á? Hello Winskate. Đang ở Tuôn. Chào em. Ai mọi người, để tao hỏi cuối tuần này lúc mà tao cắt đầu môi á, muốn tao làm ở nhà hay đi shop? For là cái gì đó? For là đầu bưởi hả? Thằng Úc Việt mới đúng. Dạ Quân ơi, mới đúng đó. Hey Kenny, how are you man? Cuối tuần này cắt đầu môi chứ. Má ơi, đúng kéo tao làm hôm nay. Mới đi làm về mệt quá. Tao đang ở Thu Ông. Mọi người tương tao ở Việt Nam. Mày tương sai, mày lồn, mày ngu quá lồn nữa. Cái tên thằng Úc Việt có nghĩa là tao là người Úc. Nhưng trái tim và tâm hồn của mình đúng như một người Việt Nam nha. Ê Quang nó đi câu cá rồi. Ok đi shop. Muốn lúc mà tao cắt tóc muốn livestream hay sao? Hello thân nhân, khỏe không em trai tôi? Đủ má Subu, tao nói là cuối tuần này mình làm cho nha. Đủ má. Tức ba lồn. Chào em trai nha. Winskate, đồ đít mẹ, đúng đù mình nha. You say, chào thằng Úc Việt, khỏe không anh? And I say, đít mẹ mày cút. Nha. Giang hồ uống trà sữa nè. Lời ơi, yêu mày luôn. Tao không làm giang hồ nha. Cả ngày làm nail á. Làm nail cho pastime xong tối làm full time giang hồ nha.
Đường già trường tâm hồn người miền Bắc. Ê, đít mẹ mày á, người miền Bắc á, nó cũng tốt nha. Tao nhiều bạn người người Bắc á, có một thằng best friend đến từ Hải Phòng luôn á, nó tốt vãi lồn. Giờ là nó nói, lúc mà tao gặp bạn ấy nói là ai chào Phúc khỏe không, nói đít mẹ mày nói gì. Xong tao nói ai bình tĩnh đi, tao hỏi khỏe không thôi. Em nghe bảo người Úc chim dài lắm phải không anh? Tao không biết nha, tao không biết. Nghe nói, chắc mày nghe nói thôi. Mọi người cũng khác nhau phải không? Nguyên Văn Việt, giang hồ part time luôn. Đó là giang hồ zero time, không phải là giang hồ part time hay là giang hồ full time. Ê, Việt Tuân Vũ hả? Hải Phòng, chào mày luôn. Xin mày đừng chửi tao nha. Tao biết là người Hải Phòng á, nó biết chửi hay nhất Việt Nam, hay nhất thế giới luôn. Người Hải Phòng á, tao nói đúng không? Việt Nguyên ơi, đừng gọi tao giang hồ nha. Giang hồ, có bao giờ gặp giang hồ mà uống trà sữa không? Hả? Có bao giờ gặp giang hồ mà uống trà sữa không? Chắc không. Vì tao không phải là giang hồ nha. Đó. Đi đâu vậy? Where are you going? Do you want to say hello to Vietnam? Hi. These are my friend, hai con Trung Quốc bạn của tôi á. Live stream. Bye bye. Hai con bạn của tôi đó. Người Trung Quốc luôn. Đi qua đường á, lần nào cũng gặp bạn. Everywhere, đi đâu cũng gặp bạn. Mà giang hồ không thế nha. Hoàng Đạt, giang hồ chơi gái chưa? Chưa bao giờ nha. Tại vì tao á, không làm giang hồ nha. Tao khác. Trần Vinh, chào idol giang hồ part time. Dạ, chào mày con cặc đít mẹ mày luôn. Cút nha. Tao nhớ tên mày luôn nha, Trần Vinh. Xem ông này vui tình vãi lồn. Ờ đúng rồi đó. Tao nói rồi, tao nói là cái tên của mình có nghĩa là tao là người Úc, nhưng cả trái tim và tâm hồn của mình là đúng như một người Việt Nam. The same nha. Ý là mình nói bằng tiếng Anh chút là I feel like the culture and the people in Vietnam match what I like, and I feel more at home there, you know. Thanh Nhàn, anh nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. À em trai ơi, mình tương lại á, Hoàng Sa và Trường Sa đúng của Việt Nam. Đít mẹ Trung Quốc á, cái gì muốn steal everything luôn. Nhưng mà ở Úc nó cũng thế, nó cũng làm vậy. Bên Mỹ, bên nước Anh, nước nào nó cũng thế. Đít mẹ Trung Quốc nó giàu vãi lồn nha. Cái gì nó muốn lấy, nó sẽ lấy thôi. Mình không thể stop them á. Tao á, nhiều bạn người Trung Quốc nó cũng tốt, gái Trung Quốc cũng đẹp, nhưng cái government Trung Quốc nó giàu lắm luôn. Cái gì nó muốn lấy nó sẽ lấy. Nguyên Văn Việt, đúng rồi đó. You mean your soul belong to Vietnam? Đúng rồi. Còn sống bên Úc á cũng đẹp, cũng sống tốt, nhưng mà ăn không thích. Ở Việt Nam 15 ngày thôi, nhưng mà biết là trong 15 ngày đó, trong ngày 1 đó, biết là muốn sống Việt Nam luôn, không thích sống ở đây luôn.
Ở đây á, không ai làm giang hồ nè, thay ngoài đường này, không ai hết. Không ai làm giang hồ nè, không có vui đâu. Thảo Nguyên, hình như em chiều anh quá nên ăn giang hồ đúng không? Không đúng. Gái Trung Quốc không đẹp bằng gái Việt Nam. Đúng rồi đó. Nhưng mà gái nào không đẹp bằng gái Việt Nam? Gái Việt Nam đẹp nhất thế giới, tốt nhất luôn. Đúng không? Còn đàn ông Việt Nam á, không phải là tốt nhất, nhưng mà tao á, thích nhất. Đi nhậu, nói chuyện thôi. Mỗi buổi sáng mình đi chợ Inala, chợ Việt Nam á, 5 giờ sáng mà còn 20 đàn ông Việt Nam ngồi ngoài ngoài shop cà phê á, nói chuyện à, nó vui lắm. Vui lắm á. Trước khi đi làm á, mình đi đó uống cà phê với mấy thằng ông già kìa. Ông già Việt Nam á. Phạm Văn Nguyệt bay Việt Nam sống đi mày. Cảm ơn đi. Sao mà đi được, đi mẹ con corona nó vẫn fuck up everything luôn á. Tôi tên Duy, ai Duy ơi, cút. Tao nhớ tên mày luôn nha, cút. Mày không tốt. Trên cái page này á, mình không bao giờ chửi nha. Nên mày đừng viết như vậy nha. Trên page của mình á, mình rất là hiền nha. Không bao giờ chửi nha. Chiến, mày chửi tao nghe thử. Muốn tao chửi gì? Má ơi, tao mệt quá. Cả 2 ngày, 3 ngày nè. Một ngày có 1000 message. Hay là hello anh Tây, đít mẹ thằng đầu cắt môi, đít mẹ anh Tây, chửi tao đi, chửi tao nghe thử. Đủ má tao chửi, đủ rồi. Tao mệt quá luôn. Tao không chửi nữa nha, đừng ai chửi tao á. Tánh Hương ơi, đang Úc mà. An thì sinh ra ở Sydney á, năm 92. Còn năm trước đi Việt Nam một lần ở Sài Gòn, gần Sài Gòn 15 ngày thôi. Còn cả đời ở Úc. Thôi, không được đi đâu hết. Không có tiền mà đi. Ăn tay chim ngắn nhưng Nguyễn Tiến, you made me choke. Trời ơi, đừng nói như vậy nha, không tốt. Mọi người cho em hỏi là khi mình đồ má, cái comment kia nó dài lắm. Show your item price. Long Hoàng, mày nói gì đó, đồ má không hiểu gì hết á. Vãi lộn luôn, anh Tây biết nói tiếng Việt. Đúng rồi đó. Bất ngờ chưa? Lương Kenny ơi, ở đây á, người ta nói là đeo khẩu trang cho safety, rửa tay 1000 lần ngay. Xong nhớ đeo khẩu trang, nhưng mà COVID chỉ là cảm cúm thôi. Có ai biết không? COVID á, chỉ là cảm cúm. Mày đừng lo, mày không sao nha. Hello Than. Bảo ơi, anh hơi nổi tiếng rồi, muốn cho anh nhưng em thấy hơi buồn. Đúng buồn, mày luôn luôn là best friend của tao nha. Bảo ơi, đúng buồn nha. Ê Peter, đít mẹ mày luôn, gọi tao thằng dốc nha, đít mẹ thằng lồn kìa. Mày đang đâu? Xin bó đi à, chỉ đi. Đít mẹ mày. Học tiếng Việt hồi nào mà giỏi vậy? Mình có một người uncle sống miền Bắc á, người Việt Nam á. Thèn nó là Juan Rose á, mày có biết nó không? Nó dạy mình tiếng Việt rất là tốt luôn á. Nha. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít nha.
Hello Đinh Dương. Báo ơi, hello. Hello đầu cắt môi, đít mẹ mày cút nha. Tao, tên tao là thằng Úc Việt, không phải là đầu cắt môi. Tao đâu có ngu như thằng kia. Đít mẹ thằng kia nó ngủ vãi lòng. Đúng rồi, gọi tao đầu cắt môi. Cuối tuần này mình sẽ làm. Sau đó mày gọi tao thằng đầu cắt môi cũng được, ok. Nhưng bây giờ thằng Úc Việt là đủ rồi. Ê, Ngô Tuấn, cút. Bảo ơi, đúng hello nữa, đủ mẹ mày. Mang trưởng vai lòng thầy Huấn. Ê, thầy Huấn á, nó làm giang hồ. Nó cũng bị bắt mấy lần. Nó không tốt. Nhưng mà tao vẫn thích nó. Biết sao không? Trước khi tao biết nó, tao rất là điên, ngu vai lòng nữa. Xong sao mình gấp cái Facebook của nó, mà nghe nó nói liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Sau đó ta mới biết ta phải cần liều nha. Trước khi gặp nó ta không biết làm gì hết. Lúc mà nó nói không làm thì ăn đầu bưởi, ta mới biết sao mình luôn luôn ăn đầu bưởi. Xong mình đi làm tiếp cho ăn nha. Bữa nào có đếp mời ăn xuống Đạt Lạt nhậu. Ok Bảo ơi, mình đi nhậu ha. Ê Úc Tây, đúng rồi tao Úc Tây. Đúng rồi tao thằng thằng Tây, anh Tây, Úc Tây. Thằng Úc Việt nha. Mấy thằng Tây kìa. Nếu mình gọi nó thằng Tây hay anh Tây, tao không phải là người Tây nha. Vì tao á, tao với nó khác nhau. Anh có yếu đơn phương ai bao giờ chưa em xong? Tao không hiểu mày nói gì đó. Rồi, hôm nay á, tao mệt quá rồi. 2 phút nữa mình đi ha. Bảo ơi, đừng hello nữa nha. Thằng Nhàn ăn học nói tui page thấy huấn, đúng rồi đó. Có thể nói là Thầy Huấn á là idol của mình nha. Cũng hát rất là hay. Thầy Huấn á, nó hát hay nhất thế giới luôn á. Cũng có thể gọi nó là supermodel luôn á, vì nó cao, đẹp trai vãi lồn, tóc cũng đẹp, trời ơi, idol của mình đó. Không biết cái tên mày là sao, Lumen à? Không biết nói gì hết. Trời ơi, anh xin lỗi em nha. Ê, Nguyên Tiến, đừng gọi tao chú giang hồ Úc nha. Tao là thằng Úc Việt nha. Nói lại lần nữa tao nhớ tên mày luôn. Lúc mà tao qua Việt Nam tao đi tìm mày trước nha. Sao mình đánh nhau với thầy Huấn á, mình qua gặp mẹ mày luôn nha. Bảo ơi, đừng bảo tao cút nha. Vợ chồng hiểu. Liều thì ăn nhiều, không nhiều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận. Đang... Wow. Ê Hoàng Patriarch, đừng gọi tao giang hồ Úc nha. Tao đã không dám giang hồ nha. Rồi mình đi bỏ. Đi đâu? Ở đây chán quá. Mới 9 giờ tối mà không ai làm gì hết. Nè, chán vãi lồn. Ngoài đường này một mình thôi. Ê Nguyễn Khải ơi, tao không làm giang hồ nha. Huy Hoàng, mày ăn cứt ăn đầu bời bao giờ chưa? Ờ mỗi ngày luôn. Tại vì tao đi làm tao vẫn phải ăn cứt và đầu bưởi nha. Chán vãi lòng. Nè, mấy nhà hàng bên kia. Không ai đây, không ai ăn. Chán quá. Mọi người ở nhà sợ Covid á. Đủ má nó ngu quá.
My Hương, I know Melbourne's in lockdown. You should just go outside. Fuck the police. Don't worry about it. Đâu môi là đâu bừa nha. Ok Bảo. Bảo ơi, mày nói đủ rồi, mày bỏ đi. Nói chuyện trên Messenger đi. Rồi. 2 phút mình đi ha. Ta đang ở Huy Võ, I'm in Indrapilli bro. Nose are nosy. Trời đất ơi, 1.500 người, fucking hell. Anh ơi, chào em Phát, Mao Quốc Bao. Chào Mao Quốc Bao nha. Khang không ngu. Khang không ngu, ăn học tiếng Việt ở miền Bắc phải không? Tao không bao giờ học tiếng Việt. Má, tao nói được 100 lần luôn. Tao không bao giờ học tiếng Việt nha. Nhưng mà tao có một thằng bạn của Hải Phòng á, nó chỉ mình chửi bằng Hải Phòng language á. Mấy lần Hải Phòng. Ê, bảo mình tao không làm giang hồ nha. Chào Duy. Bye bye Bảo, đít mẹ mà cút nha. Quốc Bảo, let's find the police, kick it. Thôi thôi thôi, tao không làm giang hồ như mày nha. Mày cứ đi một mình mày đi. Lương Hòa, did you have tried thuốc lao? Tao không muốn chết sớm nha. Tao không chơi thuốc lao. Giang hồ Úc, sáng làm nail, tối làm giang hồ. Ờ, vui quá. Nguyễn Nguyên, why are you speaking Vietnamese so fluently? Because, tại vì thằng Úc Việt với tiếng Việt rất là thông minh, ta không hiểu sao luôn. Ta nói cho mày một cái câu này thôi. Cái gì mà mình thích, mình sẽ dễ học á. Mà cái gì mà không thích, mình ngu quá luôn. Ai cũng vậy, đúng không? Giang hồ con cặc gì vậy? Ê, Trương Minh Thái, ta nhớ tên mày luôn nha. Mày á, ta gặp mày trước. Đít mọi mày nha. Đâu man. Bảo ơi, qua đây uống trà sữa luôn đi. Ok, 2 phút rồi, 2 phút tới rồi. Bây giờ mình đi ha. Đúng ai gọi tao anh Tây. Đúng ơi ai gọi tao giang hồ Úc. Đúng ai nói tao làm giang hồ nha. Tao á không bao giờ làm giang hồ nha. Nguyễn Thành Tùng. À Sơn Tùng MTP đó hả? Nguyễn Thành Tùng. Chào. Chào nha. Viết Ngọc, mày làm tattoo á hả? Mày tương tao lấy tattoo gì? Tao tương mình lấy tattoo rồng đen á. Châu Âu á. Phạm Hương ơi, Phạm Hương. Mới thấy message của mày inbox, tao xin lỗi mày nha. Không thấy comment của mày mà. Biết mọi mày thằng. Xe kiểu lắm á. Đăng Phương Thảo, chú Úc chơi đồ không? Tao chơi con mẹ mày thôi nha. Ly bao nhiêu ạ? À? Một ly này á, ở Here It Tea á. Thấy không? Here It Tea á, nó ngon nhất ở Brisbane á. Nhưng mà một ly này 8 đồng. Nếu 10 đồng là 160 nghìn. Cái này tầm 120 nghìn, 140. Đúng không? Fuck, tao không nhớ nữa. Mày thích ăn xoài, ta nhớ mắt mày rồi, ok nha. Yeah. Ok, bây giờ mình đi ha. Bye bye mọi người.